Mến chào quý vị đang lắng nghe video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Thưa quý vị, với bất kỳ ai khi một đứa con sinh ra đã mang sẵn kỳ vọng của cha mẹ về một tương lai giàu sang và thành đạt. Khi trưởng thành, sự nghiệp học hành hay quá trình công việc cũng là để phấn đấu đến cùng cho mục tiêu ấy. Vậy nhưng không phải ai cũng chạy về tới đích, không phải ai cũng bước lên được đỉnh vinh quang của sự thành công. Và ngay cả khi ở đỉnh cao quyền lực, giữ được nó vững vàng cả đời quả thật không hề đơn giản. Theo kinh nghiệm của các tỷ phú, để làm được điều này, nhất định phải tiết kiệm 3 thứ sau đây. Đó là những thứ gì chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Thứ nhất là sức khỏe. Sức khỏe là thứ khi đã mất đi, dù bạn có dùng bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc cũng khó lòng lấy lại được. Tôi có một người bạn làm ở công ty quảng cáo. Việc tăng ca đến 2-3 giờ sáng là chuyện thường tình đối với cậu ta. Có lúc còn làm việc suốt cả đêm. Cậu có một thói quen tập thể dục, nhưng một năm cùng lắm cũng chỉ đi được vài ba buổi. Ngoài ra chẳng có bất cứ hoạt động thể thao nào. Lúc mới đầu, sức khỏe cậu ta còn khá tốt, nhưng lâu dần, chỉ cần thức khuya một đêm là hôm sau thường bị chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là buồn nôn. Càng đáng sợ hơn là có một lần cậu ta đi vệ sinh, bỗng cảm thấy đầu choáng váng, suýt chút nữa là ngã xuống sàn. May mắn thay, người nhà phát hiện mau chóng đưa cậu tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mới thông báo cậu ấy bị vỡ mạch máu não. Nhưng rất may đó chỉ là mạch máu nhỏ ở phía ngoài. Và vì được tới bệnh viện kịp thời cho nên không có vấn đề gì lớn. Cẩn thận xem xét những quy tắc sống của cậu ấy, tôi thấy kỳ thực, nhiều bạn trẻ hiện nay cũng ở trong tình trạng như vậy. Thường xuyên thức khuya, chịu áp lực lớn và gần như chẳng bao giờ tập thể dục. Hậu quả là sức khỏe ngày càng sa sút, liên tục mắc bệnh nọ bệnh kia. Các bạn thân mến, trên thế giới này, ngoài sự sống chết của bản thân, mọi thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên nếu đã đến với cuộc sống này, mong bạn hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân. Không có việc gì thì đi ngủ sớm, học cách giảm bớt áp lực cho mình và đừng lười tập thể dục. Thứ hai là tiền bạc. Lúc còn nhỏ, bà ngoại thường nói với tôi, trời đang nắng đẹp cũng cần phòng khi mưa giông, có nghĩa là mọi thứ đều cần phải phòng trước. Lúc thuận lợi thì nên nghĩ tới khi khó khăn. Lúc vô sự nên chuẩn bị cho những khi có chuyện xảy tới. Chúng ta theo đuổi một cuộc sống chất lượng cao, không đồng nghĩa với việc phải tiêu pha phung phí hết số tiền mà mình có. Ví dụ có một cô gái theo đuổi một cuộc sống đẹp đẽ, tinh tế, bất cứ thứ gì cũng phải là đồ tốt nhất. Mỗi tháng khi được phát lương, cô đều dùng toàn bộ số tiền này để trả thẻ tín dụng, tiền gửi hàng tháng đều ở con số âm. Có một lần người nhà bị bệnh, cần tiền gấp, nhưng cô đã không có chút tiền tiết kiệm nào. Lúc ấy cô gái chỉ còn biết vay mượn khắp nơi, mãi mới đủ tiền. Sau lần đó cô mới hiểu ra rằng không có tiền mới là nỗi đắng cay lớn nhất của đời người. Cho nên dù trời đang nắng cũng đừng quên phòng những ngày mưa. Lúc có tiền hãy tiết kiệm phòng lúc cần, đừng bao giờ hoang phí tiền bạc. Hãy học cách tiêu tiền sao cho hợp lý. Mọi thứ không cần phải là đồ tốt nhất, không cần phải là thứ đắt tiền. Hãy chọn những thứ mình cần và phù hợp với điều kiện của bản thân. Thứ ba đó là tình yêu. Có một người vô cùng yêu bạn nhưng bạn lại không trân trọng tình cảm của người ta, để rồi khi mất đi mới thấy hối tiếc thì đã muộn màng. Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy hay chưa? Trong cuộc sống có những người đối tốt với bạn đến nỗi, bạn xem tình cảm của họ như một điều hiển nhiên. Nhưng bạn lại quên mất rằng tình cảm giữa hai người cũng giống như việc vỗ tay. Nếu chỉ có một bàn tay, không thể tạo nên thành tiếng. Đến một ngày khi lòng họ đang nguội lạnh và tuyệt vọng, họ sẽ chọn rời đi, không bao giờ quay lại. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với một tình tiết trong bộ phim Tạm biệt chàng chiến bại. Hạ Lạc ngồi trên sofa, tay bưng bát mì thì là Mã Đông Mai đã làm cho. Giọng đầy tiếc nuối nói với Đông Mai: anh từng nằm mơ rằng hai chúng ta đã kết hôn nhưng không hạnh phúc. Anh suốt ngày chỉ biết rượu chè khiến cho em tức giận. Nhưng vào mùa đông khi anh bị đau dạ dày, em vẫn dùng bàn tay ấm áp xoa bụng cho anh. Có một lần anh ngã xuống giếng bị gãy mất cái răng cửa. Em đã ở bên cạnh vừa chăm sóc, vừa tách hạt hướng dương, khiến anh phiền chết được. Nhưng ai biết, những hạt hướng dương em tách cuối cùng lại để cho anh ăn. Cuối phim, Hà Lạc mới phát hiện cuộc sống trước kia thì ra là một giấc mộng. Người mà anh yêu vẫn còn bên cạnh. Anh vẫn có thể thưởng thức món mì do Mã Đông Mai nấu ở hiện thực, chứ không phải chỉ mỗi trong giấc mơ. Thế nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được như Hà Lạc. Vì có nhiều người nhiều chuyện, một khi đã làm sai, không bao giờ có thể quay lại làm lại được. Có thể nói trái tim của con người là thứ kiên cường nhất, nhưng cũng là thứ yếu đuối nhất. Lúc một người yêu bạn, trái tim họ kiên cường lắm,
có thể vì bạn mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu bạn không biết trân trọng còn làm tổn thương trái tim của họ, họ sẽ từ từ rời đi và biến mất khỏi thế giới của bạn. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể sẽ gặp qua vô số người, nhưng có được một người yêu bạn thật lòng là chuyện không dễ dàng. Cho nên ngàn vạn lần cũng đừng phung phí tình yêu của họ. Quý vị thân mến, chúng ta đã, đang và chắc chắn sẽ còn phải tiếp tục chung sống với đại dịch Covid-19. Qua đại dịch, mỗi người hẳn đã có cho mình những bài học cuộc sống khác nhau. Chúng ta nhận ra rằng, thì ra tài sản lớn nhất của đời người không phải có thật nhiều tiền, mà đơn giản chỉ là được sống bình an. Vậy nên nếu bạn muốn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, nhất định phải thay đổi 7 lối sống dưới đây sau dịch bệnh. Điều thứ nhất, đừng thức khuya, hãy ngủ sớm. Làm việc khi trời sáng, nghỉ ngơi khi chiều tà, đảm bảo ngủ đủ giấc mới là điều quan trọng nhất. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu ai đó thường xuyên thức khuya, hệ miễn dịch sẽ bị giảm sút trầm trọng. Covid-19 chưa có thuốc đặc trị, thứ duy nhất mà chúng ta sở hữu để đối đầu với nó chính là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tốt may ra còn có thể chống đỡ, hệ miễn dịch kém thì rất khó đương đầu. Hệ miễn dịch là sức cạnh tranh lớn nhất của mỗi người, do vậy chúng ta phải ngủ đủ giấc ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày mới đảm bảo có được hệ miễn dịch tối ưu. Công việc thực sự không thể quan trọng bằng sức khỏe, cho nên không nên thức khuya, bởi cơ thể khỏe mạnh mới là duy nhất. Điều thứ hai, không kén ăn, nên ăn tạp một chút. Trong Hoàng Đế Nội Kinh có viết, ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung, khí vị hợp nhi phục chi, dị bổ ích tinh khí. Ngũ cốc là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng, hoa quả là thực phẩm hỗ trợ, gia cầm và gia súc là thực phẩm bồi bổ, rau củ là thực phẩm bổ sung. Con người hấp thụ khí, vị của các món ăn đó sẽ bổ ích tinh khí cho cơ thể. Virus corona có nguy cơ đe dọa lớn nhất tới những người già mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp. Do vậy, ăn một chút thức ăn thô, chất xơ hoặc một chút rau củ quả có thể giúp phòng tránh các bệnh liên quan đến tim mạch và huyết áp. Rất nhiều người kén ăn, chỉ ăn những loại thức ăn nhất định sẽ rất dễ xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. Cho nên, các bữa ăn hàng ngày phải được phối hợp cân bằng, ăn cả đồ chay lẫn đồ mặn, ăn thêm cả thức ăn thô và chất xơ. Không kén ăn, không chuyên ăn những thức ăn nhất định, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nóng, lạnh, ấm, nguội, mỗi thứ đều phải ăn một chút mới có thể đảm bảo cân bằng cho sức khỏe. Điều thứ ba, không lôi thôi, bừa bộn, hãy chăm chỉ quét dọn. Lần dịch bệnh này khiến nhiều người có thói quen dọn dẹp khử trùng nhà cửa. Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp không chỉ giúp tinh thần khoan khoái, còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Rất nhiều bệnh tật là bởi môi trường sống không sạch gây nên. Cho nên ở nhà thì phải thường xuyên quét dọn khử trùng, đổi làn gió mới tránh vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Rác thải sinh hoạt cần phải được dọn đổ kịp thời, giữ môi trường sống trong sạch, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã thấy thoải mái. Điều thứ tư, đừng quá lười, hãy chăm vận động một chút. Nước chảy liên tục thì không bị thối, trục cửa quay thường xuyên không bị mọt. Con người nếu vận động đều, gân cốt sẽ dẻo dai. Phải thường xuyên vận động mới có thể duy trì được sức sống. Đồng thời vận động còn là cách nâng cao hệ miễn dịch một cách trực tiếp. Những người làm văn phòng đừng ngồi lì trong văn phòng cả ngày, bởi nếu ngồi quá lâu khiến cơ thể trơ lì không có sức sống. Hãy luôn nhớ phải vận động, đừng để tình trạng trẻ kiếm tiền, già dưỡng bệnh, bởi như vậy thật không đáng. Ngoài ra không cần phải vận động quá mạnh. Ngoài giờ làm việc, chỉ cần dạo bộ kết hợp với lao động chân tay nhẹ nhàng, rất có lợi cho sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều thứ năm, không suy nghĩ quá nhiều, hãy mở rộng tâm hồn. Kể từ khi có dịch Covid-19, nhiều người phải cách ly tại nhà, quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số người hay suy nghĩ tưởng tượng linh tinh, lúc nào cũng nghĩ người mình nóng sốt, một ngày đo nhiệt độ cơ thể không biết bao nhiêu lần, rõ ràng chẳng có vấn đề gì mà vẫn cứ lo ngay ngáy. Cho nên, ngoài cơ thể khỏe mạnh, chúng ta còn phải giữ tinh thần khỏe mạnh, bởi 90% bệnh tật trên cơ thể người đều có liên quan tới tâm lý, cảm xúc. Một khi tâm lý gặp phải vấn đề nghiêm trọng sẽ dễ gây ra các bệnh về sinh lý. Hãy mở rộng lòng mình, tránh đa nghi, đối mặt với cuộc sống bằng một tâm thái bình thản và điềm nhiên nhất có thể. Tâm hồn rộng mở, mọi việc đều nhìn nhận thoáng một chút thì cuộc sống mới bớt âu lo, tránh tạo áp lực tinh thần, bởi đó là vũ khí mãn tính thầm lặng, mang tên tử thần, dễ đoạt mạng sống của con người nhất. Điều thứ sáu, đừng tham lam, mọi thứ đủ là được. Tiền tài không mua được sinh mệnh, lợi ích không đổi được sức khỏe. Một trận dịch bệnh khiến chúng ta hiểu rằng, danh lợi dù nhiều đến mấy cũng đều vô dụng.
một khi gục ngã mọi thứ coi như xong. Cho nên sống ở đời phải biết chừng mực, biết đủ và biết dừng, đừng đòi hỏi quá nhiều và cũng đừng tham lam vô độ, tiền đủ tiêu là được. Cơ thể khỏe mạnh, không tai không tật, cả đời bình an mới là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Do đó, mọi thứ đừng ham muốn quá nhiều, luôn biết điểm dừng và tự thỏa mãn với những gì mình có mới là điều quan trọng nhất. Điều thứ bảy là đừng hoang phí và phải tiết kiệm. Nhiều người bị cách ly ở nhà nhiều ngày không có tiền lương, mọi sinh hoạt phí đứng trước nguy cơ mất nguồn cung. Tuy lo lắng bất an nhưng lại không còn cách nào khác. Khi sự cố ập đến, nếu như trong tay chúng ta có chút tiền tiết kiệm, mọi thứ sẽ được an toàn hơn. Người xưa thường dạy chúng ta phải tiết kiệm, nhiều người lại cho rằng đó là thói quen lỗi thời. Nhưng khi gặp nguy nan mới biết, tiền tiết kiệm mới là mốc đánh dấu năng lực chống lại rủi ro của mỗi người. Dòng tiền quyết định sinh tồn của mỗi doanh nghiệp. Đừng để thói quen mua sắm thả phanh, mê hoặc và thao túng bản thân. Trong cuộc sống tương lai, tuyệt đối đừng hoang phí. Làm được đồng nào tiêu hết đồng đó, nhất định phải dành dụm và tiết kiệm. Tiết kiệm tiền đồng nghĩa với việc vun vén thêm cảm giác an toàn cho bản thân. Hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống này phải được tích lũy từng chút một, vun đắp từ những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất. Hãy nhớ rằng, vui thêm một tí, khỏe thêm một tí, để sống lâu thêm một tí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.